bây giờ nó lại làm xe máy rồi. Anh em lưu ý nha, đoạn đường đi từ phố Thắng Ông Tượng đi cầu Mai Đình nhé, đi qua điện máy Cảnh Phúc là có đội cá cảnh thổi lồng đội cồn đấy. Anh em mà có đánh cồn nào thì chọn cho mình một tuyến đường phù hợp nhất để đỡ mất tiền nhé. Nếu anh em nào thừa tiền thì có thể là nộp vào kho vàng nhà nước để